Mass from the Master. Ok, xin chào các bạn, mình là Mass đến từ Mass Tool, đơn vị tool tại Việt Nam, thương hiệu Việt Nam. Hôm nay là mình đến triển lãm xe hơi Việt Nam Auto Show ở trung tâm triển lãm SACC quận 7. Và đây là những anh em đi chung với mình ở trong chuyến đi ngày hôm nay. Okay, và đây là bạn Thịnh Đề Can ở ngoài Quy Nhơn. Hôm nay bạn vào đây bạn tham gia chung. Và đây là đây là những bên đây là mình đang đi qua bên hướng mình qua cầu ở bên quận 7, từ quận 4 qua quận 7, cầu Kinh Tẻ. Đây. Trời hôm nay thì thời tiết hôm nay là hơi mưa các bạn, hơi rất là mình thấy là rất là hơi tiếc về thời tiết hơi mưa tí, nhưng mà không kể, hôm nay trời nó sáng lại hết rồi. Các bạn có thấy không? Ồ, bên kia có Sơn Tùng và MTV ngủ thực chất hết đau đầu đầy mới phất. Ok, rồi một lát nữa mình sẽ đến đây, mình sẽ review cho các bạn về những gì ở trong triển lãm ngày hôm nay. Hello các bạn, rồi mình đang tới Nguyễn Văn Linh nè nha các bạn, quận 7. Ở bên đây là trời đang mưa lất phất. Đây là đường ở bên quận 7 rất là đẹp ha, hệ thống giao thông rất là chuẩn, không có dây điện nào cả. Ok, và bây giờ mình đang chuẩn bị mình đến trung tâm triển lãm rồi. Trời hôm nay mưa khá lớn, có một vài đoạn bị ngập. Ok, rồi bye bye các bạn nha. Ok các bạn, mình đã đến được triển lãm Việt Nam Moto Show 2019 và bây giờ mình đang trên đường di chuyển từ bãi xe ra đến sảnh chính của sự kiện. Thật sự mình hơi mệt các bạn ơi, cái bãi xe nó nằm ở quá xa. Oh my god, hôm nay có cái men xe của Mỹ. Wow, công Mỹ nha các bạn. Đây là Mitsubishi, xe từ Hà Nội vào, và có thể là hãng Mitsubishi đem vô đây. Nói chung là hôm nay thì ở trong đây thì cái bãi xe ra hơi bị xa tí xíu. Phía trước của mình là Việt Nam Moto Show, triển lãm ô tô Việt Nam năm 2019 ha. This is the Vietnam Motor Show on the 2019. Yes. Hôm nay là triển lãm tại trung tâm SACC quận 7. Hôm nay trời mưa thì đường ở đây hơi dơ tí xíu. Có chiếc mô tô ở bên đó. Ok, mình đang từ mình đi vào cái khu triển lãm. Test driver Vietnam Motor Show. Oh my god. Nơi trải nghiệm xe của Land Rover. Land Rover The Able and Beyond Tour. Đây là trải nghiệm của Land Rover. Ok, nói chung là khu này là khu trải nghiệm bên ngoài, vượt nước, reo đều và ok. Nhiều thứ. Và bây giờ mình đang đi vô khu trưng bày về sản phẩm. Hello everybody, I'm from the Mass, from the Master. Yes. Hôm nay mình đang ở trong cái triển lãm Việt Nam Motor Show. Đây là màu Black Galaxy các bạn. Đây, màu Ghost Black Galaxy. Đã có màu Ghost Black Galaxy cho Jaguar. H-Sport Jaguar. Yes. Mà chính xác của nó là Ghost Black Galaxy Series 2080 mới nhất. Ghost Deep Metallic. Đi quay sát ở đây này. Màu này là màu xanh mình có kim tuyến. Mã là G217 của 3M. Ok, rất là Ghost Black. Màu này hơi đậm hơn so với ở trong hình một chút xíu, nhưng mà khi mà wrap lên thì nó có thể là nó gần giống như nhau. Discovery ra. Đây là Iris Test brand này, là bên mình sẽ có màu Rossi Metallic Red, là giống màu Range Rover Discovery này, các bạn thấy không? Metallic rất là nhỏ, mã 50-10 Metallic nhỏ, Discovery Range Rover. Các bạn thấy màu xanh này là màu xanh Master, màu xanh điện đơn này để mình sẽ kiếm cái màu xanh mờ Master cho các bạn xem. Đây, màu này thì nó không giống lắm, nó hơi bị đậm. Thì cái màu của nó là gần giống như màu này, Satin Midnight Blue. Satin Midnight Blue thì cái này là Master thôi chứ không phải Satin. Satin thì mình phải kiếm trong cuốn 3M. Ok, 3M, các bạn đợi mình xíu. 3M, màu của chiếc Red Bull này là trong cuốn 3M thì nó sẽ có
nó sẽ có màu 3M thì ok, để mình kiếm nha các bạn, các bạn đợi mình tí xíu. Ok, về màu sắc thì màu này sắc sẽ mật đậm, nó cũng hơi khó kiếm nhưng mà để mình coi. Màu này rất là đẹp, màu xanh navy, mình nhớ rồi, ok, nó này màu xanh navy nhưng mà mờ, xanh navy nhưng mà mờ thì hiện tại thì có màu xanh navy mà mờ, như có xanh thì mua, mà cái màu này đó, mấy màu này thì đậm rồi, không giống, nó là màu đậm hơn, ok, Moussi, đây, màu nó là màu rock, comic blue, cái sắt ly là màu rock, comic blue, có metallic, bây giờ mình sẽ tìm của màu cái chiếc highlight này coi cái màu nào giống nhất các bạn. Ok, có thể là màu rust fiery orange, rất là giống màu Sora highlight, hai màu này giống nhất, có kịp tiếng rất là nhẹ. Ok, thank you. Tiếp theo là màu sắc của chiếc Audi A7 mới ra, cái góc màu của nó là giống như màu biến sắc, có nghĩa là màu 3D metallic black, nghĩa là màu biến sắc, các bạn có thể thấy không, khi mà cái ánh sáng mình nghiêng theo góc độ là nó sẽ thấy cái màu sắc nó nghiêng rất giống, có nghĩa là Audi ra dòng A7 này là cái màu sắc là nhìn nó nghiêng, nó sẽ hơi chuyển màu thôi nhưng mà không có chuyển nhiều, chuyển ít thôi các bạn. Ok, hôm nay mình tiếp theo là mình sẽ đi đến dòng XC40 và XC60 của Volvo màu xi măng. Nhưng mà nó có thêm một chút metallic ở trong đó. Con này thì suy em không có màu băng bóng vậy, vậy là màu ivory hoặc là acid hoặc cabimet. Thì những cái màu xi măng thường thì nó không có metallic, thì màu này nó có thêm metallic, nó nhìn rất là hay các bạn. Và trên tay của mình đang cầm catalog của 3M 2080 và mình sẽ coi màu nào giống màu này nhất nha các bạn. Ok, mình đã tìm ra được rồi, đó là ở dòng 2080, đó là G103 Rossi Hot Pin. Màu chính xác của nó là Rossi Hot Pin 3M 2080. Ok các bạn, mình là Max, tức là Max luôn. Tiếp theo Max sẽ cho các bạn thấy là màu của Suzuki Celerio 3M 2080 là phiên bản mới. Em là thứ tư, Master Orange. Master Orange Series 2080 phiên bản mới nhất của 3M. Vậy là mình đã tham quan một vòng của Motor Show 2019 tại triển lãm SECC quận 7. Rất vui được review cho các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.